Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Tuân, năm nay 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế. Dạ, em tên là Nguyễn Kim Phụng, năm nay em 22 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh của một công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện. Wow, một người làm công ty cổ phần truyền thông, một người làm tài xế, vậy thì sao quen được ta? Xưa là làm công ty cũ với nhau. Lúc hai bạn làm chung công ty cũ là lúc đó bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó 18 tuổi mấy. 18 tuổi mấy rồi đã đi làm rồi đó hả? Dạ. Rồi đâu bây giờ kể cho anh nghe cái câu chuyện hai người gặp nhau làm sao? Dạ, em vô công ty mà em làm ở tổ khác, anh làm ở tổ khác. Mà em cũng không biết tên anh đâu. Ai cũng kêu mập không à, em cũng kêu mập không. Với lại dễ thương. À. Tại sao không kêu là Doraemon chẳng hạn? Rồi cứ kêu là mập mà dạng cũng vui vẻ lắm anh. Đi đâu người ta cũng nói chuyện, đi đâu cũng cười, mà hình như gặp gái là nói chuyện nhiều hơn. Rồi sao? Rồi xong rồi cái bữa đó là tất niên, là nhóm em tổ chức đi ăn riêng. Xong rồi cái bên nhóm em á, ai ăn cũng phải góp tiền hết á. Còn ảnh ăn, ảnh đi sao rồi, để vậy còn không góp tiền nữa, mà ăn nhiều nữa chứ. Trời ơi. À. Cái... xong rồi cái ăn uống xong rồi cái là còn trẻ mà đi coi phim. Cái em coi được khúc đầu, cái khúc giữa em ngủ. Em ngủ xong rồi cái em dựa vô vai anh ta ngủ luôn. Rồi xong khúc cuối em dậy em coi. Bộ là ngồi kế bên ảnh tự nhiên cái sức lan tỏa nó ấm áp quá rồi em ngủ luôn là sao? Em thấy cũng êm êm. Đó, à, ngủ được hay quá vậy. Luôn. Đúng rồi, bờ vai này bờ vai vững chắc quá mà. Đó. Rồi cái đầu của dựa vô vai mình nó thấy sao? Cũng khoái khoái chứ. Khoái khoái chứ. Thì khoái khoái lúc mà cổ dựa vô thấy đã không? Cũng ấm ấm áp. Rồi để nguyên vậy luôn. Để nguyên luôn. Mà với em thì em thấy cái ghế sofa này ngon không? Mỏi em không? Là em ngủ em thấy êm quá là em làm một giấc luôn. Rồi đi coi phim mà làm một giấc luôn. Có thấy ghét không? Rồi sao sau đó thì về có nghĩ về ảnh không? Dạ lúc mà về á, cái mọi người trong công ty á chọc em hoài luôn. Xong rồi cái em cũng nói tôi quen á, rồi xong rồi cái ảnh cứ nói là cái ảnh đi lên cái thôi đúng không vợ, cái anh đi xuống cái đúng không em, cái em cũng thấy vậy mà mình nói cái anh quê thì tội nghiệp, với lại nhìn cũng dễ thương, em cũng đúng rồi chồng. Xong rồi mấy người mọi người chọc xong rồi cái một thời gian sau á thấy cũng dễ thương cái ngỏ lời quen á. Nhưng mà bây giờ này nếu như cho em nhận xét về cái anh chồng của mình á thì em sẽ nhận xét như thế nào về anh? Chồng em là đẹp trai. Vậy sao nữa? Dễ thương. Vậy sao nữa? Nói chung là ok lắm, nâu quá luôn. Hỏi nhỏ nhỏ xíu. Dạ. Lấy chồng mập về ôm sướng không? Dạ, em thấy lợi lắm chị. Lúc mà đi trời mưa á, cái em ngồi em núp gì nè, là không ướt. Em núp sau lưng á, che chắn hết trơn rồi em ngồi ở sau lưng là không ướt. Đó là cái lợi thế mà khi mà lấy chồng mập. Còn gì nữa không? Còn lúc mà mấy người kia cứ chọc ảnh là mập mập vậy á, cái hỏi em cái nói lại câu gì nè, cục mỡ với lại cục xương hết cục nào? Đó, đương nhiên hết cục mỡ rồi, rồi chọn lựa chọn sáng suốt của em. Ủa rồi về bao lâu thì mấy đứa mới chính thức yêu nhau? 2 tháng sau là quen nhau luôn. Yêu nhau rồi lâu không cưới? Dạ cũng được 7-8 tháng. Cưới à? Ủa tụi em cưới bao lâu rồi? 2 năm 7 tháng. Hả? Tức là 20 tuổi là đã đám cưới. 19 tuổi mấy rồi? 19 tuổi em cưới à? Dạ. Ủa mà sao cưới gấp vậy? Gia đình hai bên hối thúc mà. Dạ, bác sĩ hối. Bác sĩ hối. Bác sĩ hối hả? Bác sĩ hối hả? Dạ. Ủa rồi. Công nhận là tiếng nhanh đánh mạnh ghê luôn á nha. Ủa dạ. Nếu vậy là con em năm nay nếu anh đoán là khoảng chừng 1 tuổi không? Dạ, cái đó 1 tuổi 14 tháng rồi. À 14 tháng rồi hả? Dạ. Trai gái vậy? Dạ, dạ gái. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Nhưng mà lúc em biết là em có bầu á, em vui, em buồn, em sợ? Em sợ, hai chồng đều sợ hết á. Nhưng mà mẹ chồng với ba chồng thì vui. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà ba em thì cũng khó lắm. Nên em cũng chỉ dám nói với mẹ em thôi, mà lúc mà quen nhau cũng khoảng được 5 tháng rồi á, là tụi em cũng xác định rồi đó, là ba mẹ chồng em á là cũng có xuống nói chuyện với nhà em rồi. Cái là khi mà có bầu vậy á, cái là em nói là mẹ ơi giờ con sợ ba con biết lắm, mẹ đừng nói với ba con. Cái là ba mẹ chồng em xuống rồi nói chuyện bàn mưu tính kế với mẹ em rồi. Là xuống là không có nói với ba em cái vụ đó, chỉ xuống rồi nói là hợp ngày gì cái đó thì cho cưới luôn, mà đến bây giờ ba em cũng không biết luôn. Nhưng mà phát ra cái là ba biết liền á. Dạ. Rồi
cưới nhau về ở chung nhà với nhau 2 năm rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có vỡ mộng gì về nhau không? Sao có phát hiện ra anh mập này anh có tính xấu gì không? Thì anh mập mập là anh biết rồi, ngủ là ngáy là chuyện bình thường rồi đó em. Nó đâu phải tính xấu đâu. Rồi mê bấm điện thoại lắm. Nói chung là tiếp cận công nghệ thông tin là hơi bị dữ luôn. Ừ. Ê, vợ em có bấm điện thoại không tôi? Dạ có. Hai chồng cùng bấm điện thoại rồi ai canh con? Là hồi lúc đó là vậy, nhưng mà giờ là em ra luật rồi, 6 giờ tối trở đi là không ai được bấm điện thoại hết á. Ừ. Dành thời gian cho con, nhưng mà con của em cũng từng ở dưới đây, còn từng ở trên nội. Rồi hai chồng là coi như là có hay đi chơi không? Tuổi này là tuổi ăn chơi mà đúng dạ, không? Dạ có, hai chồng cũng hay đi chơi lắm. Dạ. Tuần 7 ngày đi chơi 6 ngày không? Dạ cỡ đó. Trời ơi! Tuổi này đang là tuổi đi chơi mà. Mà thường đi mà. Chơi thì là đi ở đâu? Những con đi siêu thị rồi cho đi chơi mấy chỗ khu vui chơi rồi. Không, cái chuyện mà cho con đi là chuyện bình thường. Dạ. Hai vợ chồng kìa có dạ. Có lén con đi chơi hoặc là gửi con trong bà ngoại để đi chơi không? Dạ, mỗi lần lên kế hoạch đi Đà Lạt hay Vũng Tàu vậy á là em gọi hỏi bà nội ơi, bà nội có nhớ bơ chưa? Cái là vậy là mẹ em tự hiểu. Mẹ em nói là đi chơi đúng không? Ờ đem bơ về đây ông bà nội coi cho. Rồi, rồi tới tuần đó. Vợ dạ. Em có tính xấu gì không? Đi làm về trễ, không về nấu cơm cho em ăn mà đi ăn quán xong rồi mới về. Tức là ham vui đó phải không? Dạ. Đó ăn với mấy đứa bạn á. Đi ăn với quán là đi với bạn đúng không? Dạ. Có khi nào vì chuyện đó mà gây lộn không? Dạ cũng có chứ. Hả? Dạ. Không gây lộn dữ không? Cũng vừa vừa thôi. Vừa vừa. Chưa có chuyện nặng. Rồi cái gì nữa? Đi làm về bấm điện thoại không à? Ít lo cho con, rồi em lo không? Em chăm con là em chăm sao? Cho nó ăn, cho tắm cho nó, rồi ru ngủ nữa. Mà hai đứa trong cuộc sống có lúc nào mà giận hờn nhau rồi cãi lộn tới cái mức mà đứa này đòi bỏ đứa kia không? Dạ có. Đại bữa đó là Kim lên công ty rước em về. Cái lên chảnh đứng đợi, mà ông, nó đi ăn với bạn nào không biết. Đứng đó em đợi riết mà trời mưa nữa. Đứng kệ gần tiếng rưỡi đồng hồ á, không hay xuống cái em gọi mà không móc máy nữa. Sợ đi ăn rồi không dám móc máy. Họ nhắn tin cái nói em đi ăn với bạn rồi, làm uổng công đứng tiếng rưỡi đồng hồ đó. Đó cái em chạy về, cái nóng quá, nhắn tin giờ không về là ly dị luôn, mới đi về. Về xong rồi cái con bé nó kêu mẹ ơi, cái ổng nó ảnh nói vậy nè, thôi lại đây với ba nè con, mẹ mày nó ăn nó chơi không mà, có hương mày đâu mày lại nó làm gì. Rồi hai cha con ngồi nói với nhau gì con hương ba ông con rồi xong rồi này nọ. Mỗi lần mà gây lộn là mẹ em toàn binh ảnh không, toàn là nói em là thôi nghỉ làm luôn đi. Vậy đó dạ. Hả? Rồi anh em hỏi mà... nè, chồng dạ. Em có ghen không? Ghen lắm, lúc mới quen nói cũng nói mà, nói anh thì anh ghen lắm. Thường có khi nào mà chồng em ghen với cái cách mà ăn mặc của em nè, hay là cái cách trang điểm chạy chuốt của em, nói chung là cái ngoại hình của em đó? Đúng là rất là sôi luôn á anh. Trời ơi, có luôn hả? Đi làm mà mặc váy ngắn cũng không được, phải mặc váy là đến đầu gối nha. Mặc váy mà trên đầu gối là cũng nhăn. Cái là giận, nói là cái gì? Anh nói em gì, anh nói em mà lời nói nó không có trọng lượng, anh không thích mà em cứ làm hoài vậy. Mà em càng nói thì em càng làm. Vậy hả? Sao em không cho mặc váy ngắn? Ý là đó em không thích gái mặc váy ngắn quá. Mày muốn mặc đồ bộ đi làm đi em. Đồ bộ. Ờ váy nghe được. Dạ. Mặc đồ bộ đi làm nè. Trời ơi, hiểu không kìa. Nhưng mà cái đó em không thích là vì em thấy không đẹp hay là tại vì em sợ ai nhìn? Quá là sợ nhìn mà thấy nó sâu sâu á. Có thật không hay là em lo lắng, em sợ cô này quá đẹp trong mắt mọi người? Tại vì công việc cứ đi ngoài đường nhiều á, mặc váy ngắn quá thì trời nó đen. Thiệt không? Thiệt. Thiệt không? Anh đen. Lo làn da hay là lo người khác nhìn cặp chân của vợ mình? Lo làn da. Lo làn da. Có sợ mất vợ không? Dạ cũng có chứ. Chung là nói hai đi, chồng nói cũng vui đi, nói đi cho vợ em hiểu. Thực ra là tất cả những cái đó là vì em không muốn mất vợ em. Rồi á, mặc đầm ngắn á, thì sợ đen. Nó đen là nó bên ngoài vậy thôi, nhưng bên trong á là sợ đen sợ mấy ông công ty rồi hay đi ăn chung với người ta nữa, sợ vậy đó. Không mà nha, em nói là sáng tôi đi làm trưa cái công ty em cho nghỉ tiếng rưỡi á, là chở đồ ở đâu á, như cái là chạy thiệt là nhanh về rồi xong đậu trước công ty, hai chồng đi ăn xong rồi cái ăn xong rồi chở về công ty xong rồi chiều rước về.
Cưng không? Cưng vợ hết sức luôn á. Cưng nghe nè. Em mong bà xã mình thay đổi điều gì? Đi làm về sớm. Vậy thôi hả? Dạ. Có mong vợ nấu ăn cho chồng ăn không? Dạ giờ cũng mong muốn là chiều về vợ nấu cơm cho chồng ăn. Thôi nói câu đó nhìn vợ mình đi. Chồng em thì đi là đi chạy xe mà còn một tiếng nữa về, mới chạy về tới nhà mà em ấy nấu cơm cho anh đói lắm rồi á. Tiếng nữa là mới về tới nhà mà nó gọi hỏi nói rồi. Còn mỗi lần giận á thì anh biết cái tướng vậy rồi nha, cái cửa thì có nhiêu đâu mà cứ đứng ngay cửa vậy á. Đứng ngay cửa kia là hung anh miếng đi, hung anh miếng đi, cứ đứng ngay cửa không cho ai đi ra. Rồi xong rồi như chồng ta thì mỗi lần mà giận hay cãi lộn thì vũ phu, còn chồng em vũ nữ. Sao? Sao? Là múa bụng rồi nọ, nhảy múa. Chắc tôi bắt đứng lên cho múa bụng cho tôi coi đó. Rồi, dễ thương ha. Bây giờ em mong muốn Tuân thay đổi điều gì? Dạ em muốn là anh bớt bấm điện thoại lại. Lý là đừng nhậu, em không thích ai nhậu hết. Rồi còn gì nữa? Em chỉ mong chồng em vậy thôi chứ nói chung chồng em number one rồi. Chồng em anh number one, number one, number one. Thôi bây giờ nè, bao lâu rồi vợ em chưa nấu ăn cho em ăn? Cũng tháng nay rồi. Nhưng mà em biết là từ lúc trước giờ em nấu rồi, nấu biết lên 120kg rồi đó. Không, bây giờ vậy nè em chồng em mong muốn em về sớm nấu ăn. Thì bây giờ em thử em lên một cái thực đơn á, mà làm sao để mà nó vừa đảm bảo được sức khỏe nhưng mà nó cũng sẽ không có bị lên ký, ví dụ đó. Vậy đó. Tức là giống như mình có hai điều kiện nè. Nếu mà anh muốn em nấu ăn cho anh thì em sẽ nấu, nhưng mà anh phải ăn những cái món đó mà em nấu, đúng không? Thì ngược lại thì vợ sẽ đi nghiên cứu cái thực đơn mà dành cho những người để mà giảm ký. Bây giờ quá dễ. Cho nó có sức khỏe đó. Bây giờ đó hai vợ chồng hứa nhau vụ đó đi. Anh nói đi anh. Nào. Cả hai đứng lên đi. Đó. Anh ghét không? Nhìn giống số 10 không? Thì anh phải ăn rau, gì không chịu ăn rau hết à. Mà ăn rau phải là xào mới ăn, luộc không ăn. Giờ em làm cho ăn rau luộc 10 món luôn. Chịu không? Không, có nhiều loại rau luộc ngon lắm á. Dạ. Thì bây giờ ở đây em cũng mong muốn là vợ đi làm về sớm lo cho con cho cái. Thôi nhìn vợ đi. Không nhìn tôi hoài. nấu ăn cho anh ăn. Dạ. Em cũng mong là anh giảm cân nên em sẽ nghiên cứu cái thực đơn tốt cho anh hơn. Nên mong anh cố gắng giảm cân nha. Trời ơi. Tôi húng liền luôn á. Húng liền, tay húng liền. Cạp một cái liền. Rồi. Yeah. Ok, rồi chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ như thế này. Nắm tay nhau đi hết đến cuối đoạn đường. Nha. Yeah.